Trường Giang gọi Ghin Tuấn Kiệt là con rể. Phản ứng của Puka khi ngồi kề cạnh khiến netizen bất ngờ. Màn trò chuyện của Ghin Tuấn Kiệt, Puka và Trường Giang đã khiến nhiều khán giả không nhịn được cười. Nhắc đến những cặp đôi V-Beat được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian vừa qua, không thể không nhắc đến Ghin Tuấn Kiệt, Puka. Dù không lên tiếng phủ nhận hay trực tiếp thừa nhận mối quan hệ, song cả hai vẫn thường xuyên để lộ loạt hình hẹn hò không thể chối cãi. Mới đây nhất, cả hai tiếp tục khiến fan dậy sóng khi cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện. Theo đó, Puka và Ghin Tuấn Kiệt, Trường Giang cùng một vài nghệ sĩ khác cùng ngồi chung một bàn tại sự kiện. Đáng chú ý, trong sự kiện, Ghin Tuấn Kiệt đã bất ngờ góp vui bằng một ca khúc. Chính điều này đã khiến nhiều người hào hứng, trong đó có cả nữ chính Puka. Ngay lập tức, Trường Giang lại nhắn nhủ đến anh chàng hát chào đàng hoàng như con rể. Không để Trường Giang trêu chọc quá lâu, Puka liền lên tiếng đáp lời: "Ba này." Song song đó, MC Đại Nghĩa cũng tiếp tục trêu cặp đôi Ghin Tuấn Kiệt Puka: "Con rể là Ghin Tuấn Kiệt, vậy con gái là ai?" Chính hành động này đã khiến cho các fan của cặp đôi thích thú, được dịp đẩy thuyền tới tấp Ghin Tuấn Kiệt Puka: "Kiểu này thì sao không tới luôn đi anh chị ơi, nhìn đẹp đôi thế cơ mà, Ghin Tuấn Kiệt và Puka ơi, sớm công khai để fan còn mừng, nhanh công khai đi anh chị ơi, tới luôn đi anh chị ơi." Trước đó, Ghin Tuấn Kiệt và Puka cũng không ít lần bị netizen tóm sống khoảnh khắc tay trong tay, tình tứ xuất hiện cùng nhau hay cùng tham dự một sự kiện. Tuy vậy, cả hai không thể lên tiếng về mối quan hệ này, mà thay vào đó là dành thời gian tập trung cho công việc cũng như các dự án nghệ thuật.